Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một khu vườn trên sân thượng với diện tích rất là nhỏ, chỉ 10 mét vuông. Các bộ phận trên khu vườn này là hai bộ chậu kệ, với bộ lớn là 5 chậu và bộ nhỏ là 4 chậu. Mà mình cái chậu dưới mình có thể di chuyển, có thể kéo ra kéo vô, mà để nhằm để tiết kiệm diện tích. Và khu vườn được thiết lập với hệ thống tưới tự động và dây nhỏ giọt từ Israel. Đây là tham mơ dùng để điều chỉnh hệ thống tưới. Hiện tại khu vườn này đã được 20 ngày nên một số rau đã được thu hoạch. Và tiếp theo là với một bộ phận khác, đó là hệ thống chậu ghép. Và dùng những cái miếng này ghép với nhau thành những cái chậu, mà nó cũng có gắn được hệ thống tưới, dùng để trồng các cây lớn như là cây dây leo hoặc là cây ăn trái. Dưới đây là trồng thêm những cây nhỏ như là rau ăn non hoặc là ngò rí. Như bên kia dùng để hạn chế tất cả cái diện tích mà có sẵn trên vườn. Và đây là một chậu nhằm để chuẩn bị cây con, nhằm để rút ngắn thời gian của cây giai đoạn thu hoạch rau lần tới của vườn. Ví dụ như đợt đầu là mình trồng từ cây con này lên lớn cỡ vậy là 30 ngày, nhưng trong khi mình chuẩn bị cây con trước đây, khi mà thu hoạch cây này xử lý đất xong là nó đã được 10 ngày rồi, mình sẽ rút ngắn được 10 ngày đó. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và tạm biệt.